Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá. Trước khi bắt đầu với những thông tin bóng đá mới nhất có trong 24 giờ qua, các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, nhanh nhất và nóng hổi nhất mỗi ngày. Còn bây giờ sẽ là những điểm tin chính có trong ngày hôm nay. Lễ xuất quân đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 diễn ra ngày 2 tháng 7. Lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam đã được tạo điều kiện tốt nhất trong kế hoạch tập huấn từ đầu năm gần nhất là chuyến tập huấn tại châu Âu. Theo kế hoạch, đội sẽ tham dự tiệc xuất quân tham dự vòng chung kết World Cup 2023 vào tối mùng 2 tháng 7 tới đây. Ngày 26 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường về nước sau thời gian tập huấn tại Đức và Ba Lan. Trong thời gian tập huấn vừa qua, đội thi đấu 4 trận giao hữu thông qua sự bố trí của Liên đoàn bóng đá Đức và Ba Lan. Đó đều là những trận đấu bổ ích trước thềm World Cup nữ 2023. Sau khi về nước, đội tiếp tục tập luyện tại Hà Nội và huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ. Tham dự vòng chung kết World Cup 2023, đến nay ở bảng E, đội tuyển Mỹ đã sớm chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ đưa sang New Zealand vào tháng 7 tới đây. Trước khi lên đường sang New Zealand dự World Cup, Đại sứ quán Australia và New Zealand tại Việt Nam sẽ tổ chức một buổi tiệc xuất quân cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung. Buổi tiệc dự kiến diễn ra vào tối mùng 2 tháng 7 nhằm động viên khích lệ đội tuyển nữ Việt Nam trước thêm giải đấu lớn. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tại New Zealand, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có trận giao hữu gặp New Zealand vào lúc 12 giờ 30 phút giờ Việt Nam ngày 10 tháng 7 trên sân Marklin Park. Sau đó 5 ngày, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Trận gặp New Zealand sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam khi đây là lần đầu tiên các cầu thủ nữ Việt Nam được thi đấu với một đại diện châu Đại Dương. Thêm vào đó, trận đấu này cũng sẽ giúp bóng đá nữ Việt Nam được chạm trán với đại diện của tất cả các châu lục, khu vực trên thế giới. Ngoài các đội bóng của châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam đã từng gặp các đội Pháp, Đức châu Âu, Mexico Bắc Mỹ, Colombia Nam Mỹ. Ở cấp độ U19, U19 nữ Việt Nam từng có trận giao hữu với U19 nữ Nam Phi vào năm 2019. Từ giọt nước mắt đến siêu phẩm tại châu Âu, tuyển nữ Việt Nam có một ngôi sao may mắn trước thềm World cúp. Chờ đợi từ phần sân nhà và bứt tốc ngay khi nhận thấy khoảng trống, Thành Nhã đã tự tìm cho mình cơ hội đối mặt với thủ môn đội tuyển nữ Đức trong tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ ba. Dù đã thi đấu suốt 90 phút, tiền vệ người Hà Nội vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Những bước chạy thần tốc giúp Thanh Nhã bỏ xa các hậu vệ đối phương và có được một khoảnh khắc để quan sát trước khi dứt điểm. Cú đá sau đó được thực hiện một cách quyết đoán và khiến thủ môn hai lần vô địch Champions League From phải vào lưới nhật bóng. Chứng kiến pha bóng trên sân vận động Stadion Ambieberobos, không ít người nhớ lại tình huống tương tự của Thanh Nhã khi cô còn khoác áo U16 nữ Việt Nam. Cùng là một pha băng lên, đón đường truyền vượt tuyến từ đồng đội và đối mặt với thủ môn. Nhưng Thanh Nhã khi ấy đã sút ra ngoài khi khung thành rộng mở trước mắt. Sau tình huống ấy, trần suốt người Hà Nội bật khóc vì tiếc nuối, đến mức ngay cả trọng tài cũng phải nói những lời an ủi. 7 năm trôi qua, Thanh Nhã đã thực sự tiến một bước dài trong sự nghiệp, từ một tài năng trẻ trở thành niềm hy vọng của đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến cup. Phẩm chất đầu tiên thường được nhắc đến khi nói về Thanh Nhã là tốc độ. Từ các cấp độ trẻ cho đến khi khoác áo đội tuyển quốc gia, trần suốt 21 tuổi luôn nổi bật với những tình huống lướt đi cực nhanh trên sân. Nhờ vào điểm mạnh này, Thanh Nhã được huấn luyện viên Mai Đức Trung tạo điều kiện thử sức ở đội tuyển nữ Việt Nam từ rất sớm. Thời điểm ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển tiền vệ người Hà Nội mới chưa tròn 20 tuổi. Nhưng đã có một khoảng thời gian Thanh Nhã gặp khó khăn nhất định, bởi ngoài điểm mạnh về tốc độ, những pha xử lý bóng của cô chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Sau nhiều nỗ lực tập luyện cùng sự hỗ trợ từ ban huấn luyện, Thanh Nhã đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và ngày càng hoàn thiện hơn. Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023 chứng kiến phong độ xuất sắc của Thanh Nhã với 4 bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội 1, trong đó có một siêu phẩm ở trận chung kết. Đến SEA Games 32, Thanh Nhã như một ngôi sao may mắn của đội tuyển nữ Việt Nam mỗi khi được huấn luyện viên Mai Đức Chung tung vào sân từ băng ghế dự bị. Ở trận đấu vòng bảng với Myanmar, khi đội nhà trong thế răng co với đối phương, Thanh Nhã nhập cuộc và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, mở toang cánh cửa đi tiếp. Tới trận chung kết, Thanh Nhã lại bung nổ trong những phút cuối với pha lập công ấn định, chiến thắng 2-0 và cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm huy chương vàng. Trong bối cảnh huấn luyện viên Mai Đức Trung xây dựng sơ đồ phòng ngự phản công để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, một cầu thủ có thể hoạt động độc lập và gây đột biến như Thành Nhã lại càng có nhiều đất diễn và bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Đức là một ví dụ tiêu biểu. Hy vọng Trần Sút 21 tuổi sẽ tiếp tục duy trì phong độ tại kỳ World Cup sắp tới để góp sức giúp người hâm mộ việt nam lần đầu tiên được ăn mừng bàn thắng ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh